Còn bây giờ là thông tin thời tiết nông vụ cùng biên tập viên Quỳnh Anh. Như biên tập viên Lan Anh vừa thông tin thì đợt mưa trái mùa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giúp chấm dứt nắng nóng ở khu vực này, thế nhưng lại có thể làm giảm năng suất ở nhiều diện tích điều ở Bình Phước. Tại sao lại như vậy và bà con có thể khắc phục như thế nào với tình hình mưa sắp tới, chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, thưa quý vị và bà con, khả năng từ chiều tối nay ở khu vực Nam Bộ cũng như là Bình Phước sẽ bước vào một đợt mưa trái mùa. Tại Bình Phước, dự báo trong vòng 7 ngày tới thì có đến 6 ngày là xuất hiện mưa về chiều tối. Tuy cường độ không lớn thế nhưng mưa trái mùa thường có nhiều axit, dễ khiến cho trái non trên cây điều bị héo và rụng. Chưa kể là trong những ngày này còn có thể xuất hiện dông gió mạnh, càng dễ khiến cho cây rụng quả. Mà thực tế hiện nay, nhiều vườn điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bị thiệt hại lớn sau đợt mưa trái mùa hồi tháng 2 vừa qua. 139.000 ha trên tổng số 183.000 ha điều đã bị giảm tỷ lệ đậu quả. Này dự báo có mưa tiếp, nếu bà con không ứng phó kịp thời thì đến cuối vụ, năng suất có thể bị sụt giảm từ 30 đến 40% so với năm ngoái, thậm chí là có thể thất thu. Tiến sĩ Trần Công Khanh, Giám đốc Trung tâm Cây Điều, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam khuyến cáo tới bà con cần thực hiện ngay một số biện pháp như sau. Sau khi mưa xong, bà con cần phun nước, rửa quả non ngay để giảm tình trạng quả héo và rụng. Mưa trái mùa cũng dễ phát sinh các bệnh thán thư gây hại trên cây điều. Vì thế bà con cần thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Không nên lạm dụng thuốc trừ sâu, nên lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho cây điều, đúng loại và đủ liều lượng để hạn chế tối đa thiệt hại. Về diễn biến thời tiết các vùng chuyên canh nông nghiệp khác trong một tuần tới, khu vực Tây Nguyên dự báo từ nay đến ngày 24 tháng 3 cũng xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều. Có điểm sẽ có mưa với lượng khá kèm theo dông gió mạnh. Còn ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Đồng bằng sông Hồng lưu ý từ đêm nay sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về, làm giảm nhiệt mạnh, có thể chuyển rét từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 23 độ, đêm về sáng chỉ là từ 15 đến 18 độ. Như vậy là mưa trái mùa tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới sẽ làm ảnh hưởng tới năng suất cây điều. Hy vọng là với những thông tin tư vấn đến từ chuyên gia vừa rồi sẽ giúp cho bà con giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Vâng, cảm ơn biên tập viên Quỳnh Anh.